Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì em với anh Hương á, mình cũng đang ở ấp Phú Long của xã Phú Đức của tỉnh Bến Tre ha. Thì sát bên đây á là anh Lộc. Anh nó thì làm về cái nghề lưới anh chị. Giống như là mình cũng đặt vớn ở cái khúc sông ở trên Phú Đức đây ha. Trong lúc đi làm á thì anh đặt lưới á, thì bị mất rất là nhiều lưới anh chị. Cuộc sống anh hàng ngày thì sống nhờ cái nghề mà nghề xông nước ở trên sông này, thì bây giờ mất lưới còn có ít, còn có mấy cái, nên là bây giờ thì anh cũng không có kinh phí để mà mình mua lưới để mình làm được cái nghề của mình á. Nên là hôm nay thì em cũng đến xem khảo sát gia đình coi khó khăn như thế nào, để cũng có thể xin ở phía mạnh thường quân á, để giúp cho anh có được cái một ít kinh phí để mình mua lưới để mình làm nghề lại ha. Dạ em chào anh. Anh tên gì anh có thể anh nói cho khán giả nghe ha? Em tên Lộc. Dạ. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi anh? Dạ 59. 59 tuổi. Nhà anh á là anh sống bao nhiêu người anh? Mà hai người. Dạ. Là sống với ai anh ha? Dạ, đứa con gái Út. Dạ. Rồi em nghe nói là anh bị mất những cái lưới ha anh? Dạ. Rồi cũng như là mất lưới như thế nào anh có thể kể cho em nghe ha? Cũng như mình buộc cho cái cây á, rồi mình tới khi mình lại xuồng cho mình nhổ lên vậy đó. Dạ. Có thời nó cắt mình, nó dạ. cắt đầu này nó cuộn lên xuồng hết, rồi bắt đầu lại cái đầu kia nó cắt. Dạ. Mà ở trên đó là người dân đây là thường mất vậy không anh? Cũng ít lắm, không ít có mất lắm. Dạ. Mà sao tới mình cái xu gì dạ. Mà cái đó là như là lưới, cái phần lưới đó anh mất bao nhiêu cái anh nhớ không? Chắc khoảng cỡ 27-28 cái vậy. 27-28 cái. Em nghe nói là cái kinh phí đó là cái tiền mà mua lưới là anh cũng là vay của ở phía địa phương hả? Dạ, nhà nước. Dạ. Mình vay là vay như thế nào anh? Cũng như mình vay là cũng như mình làm sông nước với sông nào là dạ. Mình làm như vậy là mình vay bên cái nguồn để mình làm bên đất bất tài sản á. Dạ. Vay thì mình vay được khoảng bao nhiêu tiền anh? 25 triệu. 25 triệu rồi anh, 25 triệu đó thì anh mua cái gì với cái gì? Thì lưới xuồng á. À mua cái xuồng với lưới. Lưới thì anh mua khoảng bao nhiêu một cái, tiền bao nhiêu tiền cái anh? Lúc trước thì mua 288, còn lúc gài thì lên 381, 382, có 382 dạ. Lúc gài thì dạ. Còn 382 cái. Dạ. Cũng như là mình đi đặt rồi xong rồi mình chưa kịp kéo dạ. Là người ta lại người ta kéo giùm mình đúng không anh? Đó là cái đó là thường, lúc trước ở dưới gần cái ngã sông đi ra dạ. Bị mất hoài luôn á. Dạ. Tại vì nó gần, nó thấy mình đặt á, mình vừa đi lên là nó nguộn. Dạ. Như anh mình làm rồi mình không có ở đó mình canh hay sao anh? Mình ở đây đâu có ai phá mình đâu, mình canh. Dạ. Mình không ít người phá lắm. Người ta dạ. Nhận để đó chứ ai canh. À, nó nằm ở dưới đáy sông á. Dạ. Nhưng mà nhiều khi tới cái lúc mà người ta đi lấy thì mình cũng không hay. Không biết. Đâu biết. Dạ. Mình đặt cái khu này vòng vòng đây thì nói chung là từ đó giờ, từ hồi xuống lưới tới giờ cũng gần 7-8 năm nay rồi. Dạ. Không mà đâu có mất cái nào, không có mất cái nào nữa. Dạ. Không có hư mà không có mất cái nào nữa. Dạ. Mà sao thì năm nay xui rủi. Dạ. Rồi hiện tại bây giờ cái phần lưới của anh á thì anh còn khoảng được bao nhiêu cái? Còn có 19 cái hả? 19 cái mà nó còn được không anh? Còn xài được không? Nói chung rồi 19 cái rồi, còn khoảng cỡ xài được thì khoảng cỡ 11-12 cái à. Dạ. Cũng hư cái ta rồi. Dạ. Vì ba cái lưới đó mình mua tước á, mua này dạ. cũng 5-6 năm rồi. Dạ. Còn cái phần mua lưới sau này thì mất hết rồi. Dạ, cũng như là người ta cũng cuốn lưới mình, nhưng mà tình cờ cái lưới là cái lưới mình mua mới mà lại bị mất. Bây giờ mình đặt hai mé, như mình đặt dạ. bên này bên kia. Dạ. Bên kia thì mình đặt lưới mới, bên này mình đặt lưới cũ rồi lấy cuốn bên cái lưới mới này nữa. Dạ. Rồi hàng ngày anh làm công việc vậy thì nếu mà cái số lưới mà nó đủ là khoảng 40 cái đi thì một ngày anh kiếm được khoảng bao nhiêu tiền anh? Thì cũng tùy theo, rồi như bữa thì tốn quá thì bữa tầm mấy 200. Dạ. Có cái thất thì cũng 70-80. Dạ. Dạ. Tính ra mình cũng ít tiền quá ha. Ừ. Mình nhờ nhiều có một cái là mình nhờ nhiều tháng nhiều năm mình không có sắm nữa vậy đó. Dạ. Lưới mình cứ mình nhờ hoài. Còn mình sắm ba lưới cái này cái kia thì nó hư hại, nó hư hao. Dạ. Còn mình sắm cái này mình sắm một lần như vậy mình xài được 5-6 năm, 6-7 năm vậy dạ. đó. Dạ. Sao mà mình không tìm cái nghề gì khác để mình làm mà thấy ít tiền quá. Giờ đây thì giờ ở đây đâu có mình làm, đâu có làm nghề gì đâu đó. Dạ. Không có nghề gì nữa. Bây giờ tao khi mượn mướn về tao lên vườn lên đất người ta làm nhà không à. Dạ. Cái hai đứa như cây tái người ta thu lỗ này kia nọ đó. Dạ.
đâu có mướn rồi, dạ. Nước rồi thì bị nước mặn năm rồi, nước mặn mấy năm trước nó mặn lên nữa, dạ. Rồi nó thân nó hơi nói chung là đủ thứ, dạ. Rồi mình ta đâu có kêu mình đâu, dạ. Rồi anh sống cái nghề dưới nước này bao nhiêu năm rồi anh? Nói từ hồi nhỏ tới lớn mà, từ hồi khoảng cỡ chừng 15 tuổi tới giờ, dạ. Là mình toàn lại làm cái nghề mà đánh bắt ở ở trên sông, à. Dạ. À. Thấy cuộc sống thì nhiều khi mình một ngày mình kiếm được chút nhưng mà nó cũng có anh ha, dạ. Chứ bây giờ thì kinh tế bây giờ cũng tương đối khó khăn, nhiều khi mình muốn tìm cái việc làm gì nhiều tiền đâu phải là ai cũng đâu phải là ai mà muốn tìm những cái việc ít tiền, nhưng mà tại vì nhiều khi nói chứ giờ kinh tế quá khó khăn đi nên là công việc bây giờ nó cũng không có. Anh mất lưới nay là khoảng bao nhiêu lâu rồi anh? Bữa mùng 8 bữa nay là mới có mười mấy âm lịch là mất hơn 10 ngày, dạ. Rồi cái như là anh mất lưới như vậy thì bây giờ còn cái nguồn lưới này á, thì anh kiếm được khoảng bao nhiêu tiền? Thì là theo mày hiện bây giờ đi kéo thì chúng con kiếm khoảng chừng 40-50 ngàn 60 ngàn. 40-50 ngàn hả? Dạ, 40-50 ngàn thì thấy nếu mà hai cha con sống rồi chắc không ổn. Đuối à. Hai cha con sống không đủ anh Hương ha. Thì vợ ổng bỏ đi rồi. Mình tính ra 50-60 ngàn bây giờ thì rồi con cái đi học sáng đi học cũng phải là cho nó 10-15 ngàn, dạ. Ăn hay học rồi, rồi tàu lửa nước mắm này kia nọ rồi cũng rồi tiền không điện, rồi cũng tiền không có nước, đủ gì đâu hết, rồi tiền điện tiền nước rồi cũng đủ thứ, dạ. À, bây giờ cái em cũng theo anh trải nghiệm xem thử anh kéo lưới coi như thế nào anh ha, thử coi cái khúc sông mình đây coi cá đồ coi khá không anh ha. Dạ rồi, thì bây giờ em mời cô chú anh chị và các bạn cùng với em với anh Lộc á, mình sẽ đi kéo lưới ở khúc sông này xem cuộc sống của người dân Bến Tre mình sinh sống hàng ngày như thế nào nha anh chị nha. À, anh Lộc thì nhỏ xíu con à anh chị, sống nhờ cái nghề ở trên sông về hoài thì nói chứ giờ mình cũng quen rồi, giờ mình muốn làm một cái nghề khác thì cũng làm cũng không được. Nói chung cũng quen sông nước thì cũng quen lắm rồi. Dạ. Từ đó tới giờ đây. À, đây là cái ghe của anh, cái ghe cũng lớn. Ghe này có 800 kg. Chiếc xuồng nhưng mà xuồng hả? Xuồng. À, cũng có máy, xuồng máy. À, bây giờ thì em cũng đi với anh xem thử coi là mình kiếm sống hàng ngày như thế nào hả anh chị? Đang để vô máy xuồng vô, đụng vô bật nữa. Anh đi chơi không? Đi xuống đây. Không, bỏ dép trở đi. Đem vé xe cũng được chứ gì đâu. Ok, bỏ vé trở này cho chắc cú. Sao đâu bị mình nó đâu có sóng gió đồ sợ. Dạ. Đặt dưới đây chút mà. Dạ. Trời, tôi sống ở xuồng sông nước này là 20 mấy, 30 năm mà. Sao đại ca bỏ nghề sông nước rồi đại ca? Giờ thấy nước sợ. Thấy nước là sợ nhưng không có như cái gì, tôi sợ nước dữ lắm. Tại đó tôi dầm nước quá nhiều rồi. Giờ thấy nước sợ không chết luôn. À, có người thì người ta sống cái nghề sông nước quen rồi anh chị, nên là bây giờ ví dụ như giờ người ta lên bờ người ta sống cũng không được. Rồi tới đi đại ca. Khoan cho em qua cái. À, nước sôi là mình chèo luôn. Đâu, mé nào? Đi giật máy lên đây cho nó mau hả? Nhưng mà khúc sông này thấy yên quá là đâu có cá nhiều anh hả? Không. Dạ, rồi mình có đi khu vực khác không anh? Cũng có, chứ mà đều cũng ít đi lắm, bởi vì có cái thì nơi nào nó cũng làm vậy đó. Dạ. Bến bãi của người ta mình đâu có vô được đâu. Dạ. Đặt này cũng phải có bến bãi vô, phải đặt tàu đặt nữa. Đại ca mốt sắm dàn lưới rồi, cái hai anh em mình đi kiếm cơm đây ca ơi. Dạ, ông thả cá tôi sắm lưới bán rồi. Sắm lưới hai anh em mình đi kiếm cơm hàng ngày khổ quá trời. Lúc này mà đi thả là dính cá bột lào á. Ngon ha. Thường thì những cái kêu bằng là cái vớn 12 cửa ngục đó anh chị, là người ta sẽ đặt cặp ở mé sông này, cặp mé đây hết. Bây giờ thì do là có những người người ta đi dạng như là
chích điện hoặc là đi hút cá rồi đó. Nên nó là cá bây giờ ở Bến Tre của mình bây giờ nó cũng rất là ít anh chị, không có còn nhiều như ngày xưa. Bây giờ mình đến cái điểm mà để anh Lộc ha, sẽ kéo cái lưới lên anh chị ha. Dạ. Trời ơi, tôi đi thù. Không khỏi lo tôi đi. Mà cái này thấy hôm nay trời mát đâu đỡ ha. Hả? Chứ mà bữa nắng là chắc khủng khiếp ha anh Lộc. Là mưa nắng luôn đó. Dạ. À cái cây này á hả? Dạng như là mình cũng chống sẵn. Hôm nay cái mình lại mình nhổ cái cây lên cái mình kéo lưới này quá. Nhưng mà em thấy kéo nặng thấy màu luôn á. Cũng nếu mà mấy người không có xịn thì cũng không nặng gì. Dạ. Có xịn nó nặng. Hôm nay sẵn các em cũng đi chia sẻ một tí hình ảnh mà cái nghề đặt vớn á, để anh chị thấy được cái cách kiếm tiền như là cái người dân mình ở Bến Tre mình làm kiếm sống như thế nào ha. 12 cái ngục là cái vớn chứ gì nữa. Cái vớn thì đâu có bận vậy nè, cái vớn nè. Cái này là cái vớn hả? Còn cái này là 12 cái ngục kia bằng cái lú hả? Rất là nặng. Tại vì mình phải cắm rằng mình mới là giữ cái lú nó lại. Làm như chậm quá trời. Có lúc mà thấy là vướng. Là không còn cái nào. Đâu. Bữa hôm anh đặt ở đâu mà mất? Ở vậy là bữa đặt ở Ba Lai chứ không phải ở đây hả? Vậy là cũng đi tại vì đi cái xứ khác. Có xứ Bình luôn đây nè. Dạ. Thì cũng xong đi đi. Dạ. Cái đó là giữa những người đặt cửa ngục với nhau. Dạng như là mình đặt cái khu vực của người ta, nhiều khi người ta ghét người ta cũng không. Người ta cũng dở lưới mình. Cũng mình xong rồi thì của mình luôn. Dạ. Xong của mình luôn. Ta thấy giống như là mình chiếm địa bàn của người ta chứ gì? Của anh làm luôn á hả? Ngày có mấy chục ngàn về sau đủ tiền xăng anh Lộc? Cái này phải nhiều. Cái này phải đặt nhiều. Nhiều mới có ăn. Đó. Có cá gì không anh? Không có, tôi định. Anh đi có một mình luôn á hả? Thường là anh đi mình luôn. Dạ. Đi về mình rồi cái lúc mà mình dở đồ mình vừa kéo mình vừa lựa cá đồ cực dữ rồi ha. Trời ơi, có một con một duy nhất. Có được một con tôm nhỏ nhỏ với con cá bóng. Với con cá này, con cá gì nè. Dạ. Dạ. Hôm trước thì em cũng có đi chung với anh Tư ở sông Bến Tre anh chị. Thì cá còn rất là nhiều. Với phần là do là anh Tư là một người như là cũng có duyên với cái nghề sông nước. Anh cũng sát cá. Nên là anh đi thì cá trúng rất là nhiều. Bữa em đi theo ảnh là cá là bữa đó gần cả chục ký anh chị. Đó là do là như là cái nghề của người ta, có người ta sát cá, người ta bắt cá rất là nhiều. Nhưng mà ở sông Bến Tre thì mình làm nó sẽ cực hơn, tại vì nó vướng rác đồ nhiều. Rác rồi nhiều khi nó vướng tùm lum. Nói chung ở đây thì cũng vậy á. Dạ. Nếu mà mấy bữa gió nhiều cũng rác hết đó. Dạ, vậy là phải lặn, phải gỡ thế mồ chứ. Rác mênh mông. Như cái này là chưa thấy gì rồi nè. Mấy con. Cũng có mấy con nhỏ nhỏ à. Dạ. Cái này có khi nào anh đi trúng giữ ngày được chừng 500 ngàn không anh? Đâu có đâu. Ít dữ vậy hả? 200 ngàn thì dữ rồi. Dạ, yếu quá ha. Nói chung là để cái nặng con cái con vậy đó. Dạ.
Rồi đó, có mấy con cá bóng nhỏ xíu. Ít quá. Nhưng mà bây giờ cái công việc hàng ngày của mình như vậy thì giờ mình cũng không có bỏ được anh chị. Bây giờ muốn kiếm việc gì khác làm nó cũng rất là khó. Đó, cá bóng. Có con tôm. Tôm, có con tôm. Gọng đi. Con tôm này phải gọng liền nè. À, có con tôm. Tôm cũng khá khá. Có con tôm nè anh chị. Bữa vô phải nhiều 15 con kìa, thấy mừng rồi đó. 15 con hả? À, thấy mừng chứ mà. Chỉ phút cái không còn con nào. Dạ. Còn có mười mấy cái này thì đi vậy là tính ra cũng đâu được bao nhiêu. Dạ. Ít quá trời. Bởi cái này cái nghề này thì mình nhờ phải có nhiều cái anh chị. Nhờ nhiều cái nó mới cái đi chơi số ký á. Dạ. Mình có tầm ví dụ như khoảng chừng 40-50 cái thì mình đi nó sẽ có được cá nhiều hơn. Dạ. Vậy là ngày nào mình cũng đi đặt rồi ngày nào mình cũng đi dở như vậy anh hả? À, đúng rồi. Không có gì luôn. Thôi có mấy con nhỏ nhỏ. Mấy con gì đâu không à. Cá nhỏ nhỏ không à. Rồi lưới thì lâu ngày thì nó sẽ rách. Nó cũ, nó sẽ rách, nó hư. Mình mua một lần vậy mình xài được 3-4 năm. Dạ, 3-4 năm ha. Ít quá. Cái 12 cửa ngục này anh chị thì là mình nhờ cái số lượng nhiều cái á. Chứ một cái thì nhiều khi là nó cá thì nó vô khoảng chừng vài con à. Rồi mình nhờ số lượng nhiều thì là mình mới có được cái số nhiều. À bên kia được con tôm. À, có con cá gì bự nữa phải không? Hai con tôm. Có tôm, có tôm là có mừng anh ha. Hai ba con luôn. Có tôm mới mừng. Có tôm mới mừng. Đó, đây con rồi nè. Giọng đi để nó chết. Cái này mà kiếm được chữ ký tôm là mừng anh ha. Đâu có đâu dễ gì. Rồi, anh ngồi đây. Dạ. Rồi phải chắc lưới lại. À, bây giờ được 2 con tôm rồi ha. Cái đó mình gọng lại anh ha. Đây con nữa là 3 con. Cá bự bự mình cũng gọng luôn hả? Gọng hết luôn. Cái gì cũng vậy mới là ngon à. Nhưng mà nãy giờ thấy cũng ít quá. Nhưng mà mình làm cái này thì ví dụ như là cái do cái sức của mình làm hay sao anh, hay là ví dụ như giờ một ngày mà anh đặt chừng 100 cái anh đặt nổi không? Nổi chứ. À, nhưng mà làm được nhiều càng mừng ha. Ví dụ như giờ một cái mình dính khoảng chừng được chừng khoảng chừng 100 gram là số lượng nhiều lên là cũng ngon rồi. Đúng rồi. Nè có con cá bóng ở dưới kìa. Đó. Bán 100 gram 40 cái là 4 kg. Lựa toàn là rác không. Giấy tờ thì kiếm được cái chừng nửa kilo rồi. Ủa ơi, cái chừng nửa 100 gram rồi cũng được rồi. Dạ, nửa 100 gram là được rồi ha. À. Giờ mình sẽ đi dỡ tiếp. Dạ. Dạ. Đại ca Hương lái ghe luôn nè anh chị. Dữ luôn á. Bình thường thôi hả? Biết chỉnh luôn đại ca. Biết không? Hả? Biết không?
vậy là dở vậy được nhiều không anh? Xe mấy con à? Đâu cho em coi thử coi. Mấy con hả? Cũng ít quá ha. À. Như vậy mình bán được khoảng bao nhiêu tiền anh? Chắc 50 ngàn à. 50 ngàn hả? Trời yếu vậy. Trời ơi. Tính ra cũng ít lắm anh chị. Trời ơi, như đây có xỉu à. Đi cả buổi luôn có được 50 ngàn thôi. Đi cả buổi là thấy được có xỉu ha. Thấy có xỉu à. Nhưng mà anh thấy cá rồi cũng nhiều mà anh vô đây chắc bán cũng được gần cả 100 ngàn chứ sao có được có 50 ngàn vậy? Qua cá tê mình đâu có bán được. Dạ, cá tê bán không được ha. Đó mấy cá tê đóng. Bởi vậy cái nghề này thì thấy cũng cực anh chị. Nhưng mà do là cái cuộc sống hàng ngày của anh Lộc á nên là mình cũng phải làm cái nghề này chứ còn nếu mà không làm công việc này thì đâu có biết công việc gì khác để làm đâu. Đây thành quả đi thiệt là lâu được nhiêu đây anh chị, có tôm nè ha, có cá trê, có con tôm với con cá kèo sông, cá bóng cũng nhiêu đây cũng ít chứ không có nhiều lắm anh chị. Công việc hàng ngày đi như vậy thấy cảm thấy nó có mệt không anh? Cũng mệt chứ. Dạ. Nhưng mà tất nhiên là mình đi làm cuộc sống để mình kiếm sống hàng ngày thì bắt buộc phải đi làm ha, chứ đâu có thằng mà mệt rồi nghỉ được hả? À đúng rồi. Nhưng mà nếu mà bây giờ ngày nào mình nghỉ vậy là bữa đó làm như là mình không có thu nhập là không có cơm. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi mình có dành dụm không anh? Có dành dụm như là bữa nào mình trúng cái mình sinh hoạt ít tí xíu không? cũng có dành dụm chứ mà được có con cái rồi, như mấy ngày mình dành dụm thì mấy bữa không có thì bây giờ con cái nó ăn học rồi không có mình phải xuất ra. Dạ cũng phải bù qua bù lại ha. Dạ. Tổng cộng hồi nãy anh nói là 19 cái hả? 19 cái cửa ngục. Mà được em thấy nãy được chắc khoảng chừng nửa ký cá mà được có khoảng chừng 50 ngàn thôi. 40 ngàn hồi nãy, như 40 ngàn. Nhiều đó được có 40 ngàn á hả? Dạ quá trời ít luôn. Tính ra đi như vậy nó cũng cực quá trời luôn. Nhưng mà bây giờ nếu mà anh không đi nghề này thì anh đâu có làm được cái nghề gì khác nữa anh Lộc ha. Đúng rồi. Dạ. Đâu có làm gì được đó đâu. Dạ. Thì cũng như mình xông nước mình cứ rồi từ đó thì xông nước, bây giờ cũng xông nước vậy đó chứ đâu có làm thuê làm mướn ai được. Dạ. Như mình làm thì cũng được chứ không mà có một cái người ta chê khen này cái nọ dỗ dở này kia mình cũng làm không có được. Dạ. Thứ hai nữa mình từ đó mình không có ít cái mần á, ít dạ. Ngày với người ta rồi người ta đấu kêu. Dạ. Cũng đủ thứ hết à. Dạ. Rồi lúc trước nếu mà thí dụ như cái số lượng lưới mà mình còn đủ á là anh có được khoảng bao nhiêu cái? Khoảng 50. 50 cái. À. 50 cái thì một ngày như vậy là nếu mà được thì anh sẽ kiếm được khoảng bao nhiêu tiền? Thì nói chung thì một bữa thì cũng có 100 mấy 200. Nếu mà nếu trăm mấy 200 ngàn ha. À. Nhưng mà cái này hình như nghề này là một ngày mình chỉ có đi đặt một lần và dở một lần thôi anh ha. À, một lần để một lần. Dạ. Như bữa nay mình đặt hôm mơ mình dở. Dạ. Nhưng mà cái nếu mà mình có được cái số lượng lưới mà nhiều hơn thì mình làm mình sẽ có thu nhập nó đỡ hơn tí xíu. À. Chứ nếu mà như vậy mà ngày chỉ có 40-50 ngàn kiểu này là đâu có đủ tiền mà ăn uống sinh hoạt rồi nuôi con nữa. Thì nói. Dạ. À. Ở đây vậy là mình cũng có hộ nghèo không anh? Có. Dạ, à có hộ nghèo. Dạ, hộ nghèo có hộ nghèo có đứa nhỏ đi học được á. Dạ. Nó học từ nay nó học lớp 8 rồi cũng hộ nghèo rồi suốt á. Dạ. Chứ không có chưa có hộ nghèo gì hết. Dạ. Bị nghèo người ta cũng biết vậy đó, quê hương vòng vòng đây cũng biết tôi nghèo này kia cũng cho như thế học á. Dạ. Rồi nó cũng có tiền hỗ trợ này kia một tháng 3-4 tháng cũng được 2-3 trăm vậy đó. Dạ. Dạ. Vậy là cũng như là gia đình anh ngày xưa là anh với chị là có hai đứa con gái hả? Dạ. Dạ. Còn đứa lớn thì bây giờ là khoảng bao nhiêu tuổi anh? Đứa lớn thì 21 tuổi. Dạ. Rồi bây giờ cái em đó giờ sống ở đâu? Ở ngoài nó có chồng nhiều Bình Phước á. Dạ. Mà gia đình ngoài đỡ không? Không biết luôn đó, thì từ đó là không có đi ngoài nữa. Dạ, không có đi luôn. Không. Dạ. Đi mần rồi nó gặp á. Dạ. À cũng như là đi làm mướn trên đó. À. Rồi cái cũng như là mình hai người như là gặp nhau rồi cái mình cũng như ghép đôi lại với nhau. À. Dạ. Rồi cũng không có về thăm anh luôn hả?
cũng nay nó cũng về hôm con nó có một tháng được một tháng á, dạ. Nó về còn tới giờ nó không về đó. Dạ. Thì hôm nay á, dạ. Em với anh Hương cũng đi thực tế, dạ. Xem thử coi là cái cuộc sống của anh hàng ngày như thế nào. Dạ. Thấy thì một ngày bây giờ nếu mà cái số lượng lưới của anh nó còn có mười mấy cái thì một ngày nó cũng hơi tương đối là ít tiền ha. Dạ. Dạ. Nếu mà nó không mất cái lưới đó thì tính ra là mình cũng sẽ có thu nhập nó đỡ đỡ để mà mình sinh hoạt với để nuôi con anh. Yeah. Dạ. Thì hôm nay thì em cũng xin kinh phí của Mạnh Thường Quân á, yeah. Một ít để hỗ trợ kinh phí cho anh để mà anh có kinh phí để anh mua thêm được khoảng chừng 10 cái nữa đi anh ha. Yeah. 10 cái nữa để mình có được cái thu nhập nó nhiều hơn anh ha. Yeah, yeah. Dạ. Thì ở đây, dạ. Thì ở đây thì em cũng xin trích kinh phí của anh Vinh là 1.800.000, của cô chú ở Cali là 1.500.000, là cũng như là tổng cộng là 3.300.000. Thì em cũng tặng cho anh để mà mình có thêm tiền để mình mua thêm nhiều cái nữa anh ha. Thì em về em đăng video này á, nếu mà có Mạnh Thường Quân nào có thương anh á thì có hỗ trợ thêm kinh phí thì em sẽ đến hỗ trợ cho anh để mà anh có tiền để mà mình mua thêm được khoảng chừng 20 hay 30 gì đó để mình có được cái thu nhập nhiều hơn anh ha. Dạ, thì có gì em nhờ anh Hương ha anh Hương. Dạ. Ở đây số tiền đây là 1.500.000 á, là của cô chú ở Cali, và 1.800.000 là của anh Vinh, tổng cộng là 3.300.000. Dạ rồi, có gì em nhờ anh kiểm tra tiền đó ha. Dạ. Anh có đếm tiền được không? Đếm được chứ. Dạ, nhưng mà anh ở đây anh có biết chữ được không? Dạ không. Không biết chữ luôn hả? Ừ, bởi vậy. Không biết chạy xe. Không xe có. Dạ. Nó biết mình chứ mình không biết nó. Dạ. Thật tình á thì thương cô chú ngoài nước ngoài á thì thật thế thì trong đây cũng khổ lắm con. Ừ. Thì cái nọ rồi cũng thật tình cảm ơn Mạnh Thường Quân, cũng thương xót thì cũng rất cảm ơn rất nhiều. Ừ. Thì tại vì mất lưới tần rồi chứ phải mà còn lưới thì cũng còn kiếm bữa cũng được 100,000-200,000. Dạ. Mà giờ cũng còn có 19 cái lưới à. Thì thôi giờ Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho con tôi thì thật tình rất cảm ơn nhiều. Dạ. Dạ. Chứ nếu mà bây giờ là không có kinh phí để mình mua thêm lưới thì chắc là anh sử dụng suốt 19 cái đó. Dạ. Tới khi nào nó hư thì thôi. Dạ. Dạ. Chứ bây giờ một ngày có 40-50 ngàn thì dành dụm làm sao dành dụm được. Dạ. Dạ. Nếu mà mình có thu nhập được ngày khoảng chừng 200 ngàn á. Dạ. Thì nhiều khi mình xài 100, mình còn 100 thì mình dành dụm để mà mình còn tu bổ vào cái máy, cái ghe, dạ. Cái lưới. Còn bây giờ có 40-50 ngàn thì em thấy là nhiều khi là nó chỉ có là đủ ăn uống hàng ngày thôi anh ha. Dạ. Dạ. Thì hôm nay thì em đến thăm gia đình của anh Lộc anh chị. Thì ở đây thì ở là hai cha con thôi. Và cái công việc hàng ngày của anh là mình đi đặt lú ở trên sông. Nhưng mà do là anh mất cái số lưới là mất cũng hết mấy chục cái anh chị. Do làm như là làm lúc trước thì mình có tiền mình dành dụm á. Mà để mua số lưới đó mà bây giờ mất hết trơn à. Nên là giờ kinh tế thì mình làm thì nó cũng tương đối khó khăn. Một ngày chỉ được 40-50 ngàn chắc chỉ đủ ăn uống thôi. Không được mà dành dụm để mua lại cái lưới khác anh chị. Thì em hôm nay thì em đến thăm gia đình thì cũng xin trích kinh phí của Mạnh Thường Quân để hỗ trợ cho anh có điều kiện đặng mình mua thêm lưới, đặng mình tăng được cái thu nhập của mình, đặng còn lo kinh tế, đặng nuôi con ăn học nữa. Thì em cũng thay mặt gia đình của anh Lộc gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Thì em đăng video này nếu mà có Mạnh Thường Quân nào có thương anh Lộc thì có hỗ trợ thêm kinh phí để anh Lộc mua thêm lưới thì tới giờ đó thì em sẽ đến báo tin vui lại cho anh Lộc ha. Nếu mà cái số lượng lưới anh làm được thì khoảng chừng bao nhiêu cái là anh thấy ổn hả anh Lộc ha? 50 cái. 50 cái. Mà hồi nãy 19 cái hồi nãy em thấy là nó cũng hơi rách. Vậy là anh sử dụng chắc cũng còn ổn hả? Dạ. Dạ. Vậy là hiện tại giờ giống như là mình còn thiếu chắc còn khoảng 30 mấy cái. Dạ. Vậy là bữa hổm là mất cũng 30 mấy cái luôn anh hả? Dạ, 30 mấy cái. Dạ. Thì kinh phí thì nếu mà một cái thì quy ra là anh nói là khoảng 320 anh ha. Dạ. 320 ngàn. Dạ. Thì nếu mà có Mạnh Thường Quân hỗ trợ thêm thì em đến sẽ báo tin vui cho anh ha. Dạ, dạ. Dạ. Thì em cũng chúc anh nhiều sức khỏe nha. Dạ. Ráng làm để mà mình tích góp từ từ đặng mình mua thêm lưới anh ha. Dạ. Đặng mình cố gắng làm. Dạ. Đặng mình còn lo kinh tế đặng nuôi con rồi anh ha. Dạ. Dạ. Nói thật tình này thì nói rất cảm ơn nhiều thì thôi cũng Mạnh Thường Quân cũng cảm ơn nước ngoài này kia cũng hỗ trợ cho Nguyễn Nhân Lộc này tình thương mến thương. Dạ. Thì không biết nói gì hơn, có thôi giờ mình cảm ơn rất nhiều.
Dạ. Thấy giúp đỡ thực tình đấy thì giúp đỡ được thì thấy nó dân lộc không biết chuyện nào tá ơn thôi. Dạ, dạ rồi em cảm ơn anh. À, thì video của em bây giờ mình cũng sẽ kết thúc tại đây nha. Em hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo nha.